và các bạn, xã Dân Tiến được Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu giao thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư để thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối đường tỉnh 379 với quốc lộ 39 và đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới. Ngoài tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận, xã còn quyết liệt tham mưu Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện cưỡng chế những trường hợp cố tình chậm bàn giao mặt bằng cho dự án. Đây là đoạn tuyến nối đường tỉnh 379 với quốc lộ 39, đoạn qua xã Dân Tiến. Để có được tuyến đường đẹp thuận lợi, rút ngắn thời gian cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây, nhiều hộ dân đã phải bàn giao đất canh tác, đất thổ cư cho dự án. Thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng của nhà nước là xây dựng khu tái định cư phải có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ. Huyện Khoái Châu đã giao Ủy ban Nhân dân xã Dân Tiến cùng cơ quan chuyên môn tổ chức thu hồi gần 1,3 hectare đất lúa tại thôn An Đình, bám trục đường trung tâm của huyện và giáp khu thương mại Dân Tiến để xây dựng khu tái định cư và đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở. Dự án liên quan tới 22 hộ dân cần thu hồi đất. Ông Phạm Hải Đăng có hơn 7 sao ruộng. Gia đình ông không chỉ bàn giao đất sớm cho địa phương mà còn tích cực vận động các hộ đồng thuận giao đất. Quá trình tham gia cái cuộc vận động để mà các hộ cùng ủng hộ thì tất cả thì không có, nhưng cũng mất một vài hộ cũng còn có cái băn khoăn chưa thông hết mấy cái chủ trương đó. Địa phương chúng ta là còn được thu lại tiền, nhưng mà cực nhiều hộ trong khu trong á, kể cả khu 4, người ta còn ủng hộ không cơ. Bên cạnh phần lớn hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thì cũng có hộ cố tình trì hoãn, đòi hỏi chính sách bồi thường vượt quy định, gây khó khăn buộc địa phương phải áp dụng biện pháp mạnh. Còn hai hộ là không nhận tiền đền bù và không bàn giao mặt bằng. Do vậy chúng tôi đã cấp ủy chính quyền tham mưu là với Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện. Một mặt khác là sự quyết liệt của hệ thống chính trị của xã dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chi bộ An Bình là đã cùng với Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện tổ chức cưỡng chế thành công, và đến nay là cái khu mặt bằng đã 100% là các hộ dân cũng đã bàn giao mặt bằng xong. Thời điểm này, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng để chính quyền sớm bàn giao đất tái định cư cho 8 hộ dân và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, cũng như xã Dân Tiến, xã Hàm Tử được Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu giao thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, nhưng dự án chưa thể triển khai xây dựng hạ tầng vì một nút thắt. Đây là dự án đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở của xã Hàm Tử. Dự án thu hồi hơn 4,5 hectare đất nông nghiệp của 91 hộ dân thuộc thôn Xuân Đình. Do được địa phương phổ biến đầy đủ chính sách giải phóng mặt bằng nên phần lớn hộ dân có đất diện thu hồi đều đồng thuận. Ông Nguyễn Hữu Điều có 4 sao ruộng đã vui vẻ nhận tiền và bàn giao đất cho địa phương. Chúng tôi thì sau khi mà nghe các đồng chí cán bộ của cơ sở báo cáo đấy, là cái dự án này là dự án giãn dân. Sau khi nếu dân đồng tình ủng hộ, xã nghĩa là một phần chủ đầu tư với của huyện nữa đấy, để quản lý và đồng thời sẽ làm mặt bằng xong, đường cống rãnh xong rồi là gọi là phân lô, rồi công khai đấu thầu, rồi là cái chờ đi tất cả các cái chi phí đi còn bao nhiêu thì trở lại xây dựng nông thôn mới cho địa phương. Thế thì chúng tôi nghĩ là cái này, mục đích này thì như thế, đúng như thế là chính đáng. Thì làm đảng viên thì chúng tôi thấy rằng là chủ trương là đúng đắn, thì mình là đảng viên thì mình phải ủng hộ. Mặc dù đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhưng đến nay dự án vẫn còn vướng nút thắt nên nhà thầu chưa thể thi công hạ tầng được. Cái việc đấu thầu thì nhà đấu thầu đã trúng thầu. Thế như hiện tại nó đương vướng mắc là giữa cái đất thực tế là đất là của chúng tôi là trước đây ấy, thì là nó là đất lúa. Thế sau về kiểm kê thực tế theo bản đồ với láp ấy, thì nó chuyển sang là cái đất trồng cây hay là lâu năm rồi. Thế nhưng chưa quyết định thì bây vừa đương vướng mắc là cái chuyển đổi đất lúa. Thế nhưng chưa thể bàn giao mặt bằng được. Thì cũng chúng tôi cũng rất mong muốn là được các cấp là tạo điều kiện để sớm bàn giao được mặt bằng để cho đơn vị thi công để làm cái dự án hoàn thành sớm để đấu giá để lấy cái tiền đó để xây dựng nông thôn mới. Vì các công trình của địa phương chúng tôi đang triển khai rất đồng bộ, đặc biệt là các công trình trường đường là hiện nay là cũng đã hàng trăm tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án chia thành 178 thửa đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Đây là nguồn lực quan trọng mà địa phương mong chờ
để thanh toán các công trình nhằm mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.